Nó lên mình tới rồi đó ha. Thì tôi thấy. Ừ. Cái này mát ha. Ừ. Là-bas, après, t'as la gare. Tu vois là où t'as le stade, là, là-bas. Et c'est là-bas le centre commercial de la France. Et là-bas, c'est 40. On a été là. C'est là-bas qu'on est allé. Ah oui, bien sûr. Comme ça, je vois mieux. Waouh. Alors, explique-moi. Là, c'est le jet. Où la gare? Đấy sân vận động không? Sân vận động Lam Rai. Ừ. Còn là cái nhà lầu mà cao thiệt cao thế kia đó. Ừ. Là Ly Nhông. Là Ly Nhông hả? Ừ. Nhà lầu cao nhất, nhà đó là cao nhất 32 tầng. Mà ở khu đó thấy đâu có công, có mà office rồi gì nhiều đâu. Ừ. Nhà đó nhà gì, nhà ở hả? Nhà ở. Còn tuốt đằng kia có hai cái ống khói cao thì cao á, à. Là cái chỗ nó đốt rác á. Ừ. Đốt rác, rác của Genel á, chở chở bằng xà lan á, trên sông Ron á, nên nó đốt nhà máy đốt rác. Chút nữa đi lên, chút nữa là tới cái chỗ người ta đi bắt cặp băng, khởi thành cao băng á. Ừ. Đường như là chạy ai ra. Ừ. Cái chỗ đó đó, nhà mà hơi cong cong như chữ S gì đó là Âu gì đó, Âu Em gì đó phải không? Chỗ mà cuối cái đường xe số 1 đó, chỗ Giặc Đăng Botanic đó hả? Chỗ xe số 1 nó dừng lại đó, chỗ Âu Em gì đó, Material. Hồ này cũng bự quá ha. Bự chứ. Chiều dài gần 100 cây số. Vậy chứ nó không bự bằng.